Ôi lắm. Trời ơi Trang ơi, vất vả quá. Vất vả quá. Một tuần sang mấy thùng hàng, mấy trận bê hàng còng lưng. Chết tôi không có chứ. Như này toang. Như này toang với bà. Giờ tôi phải làm sao? Giờ phải làm sao mấy bà? Vất vả trăm bề không ai thấy. Hao. Khổ lắm rồi các bé ơi. Đi móc đít gà mới không có ai dợ gọi đi rồi má ơi. Hôm nay phải bốc hàng, hôm nào mới đi bốc đỡ hàng. Đó. Không có bà sang Mỹ à, cuộc sống nó không như là mơ đi mấy bà. Cuộc sống không như là mơ. Đó. Vất vả trăm bề mới kiếm được cái ăn. Đâu có sướng như ở Việt Nam. Giống như giọng của những đứa ghét em bảo là con này có bán cho chó. Nó bán cho chó. Sao mới bán được cái gì rồi? Lên được cái gì rồi? Rồi. Hôm nay là sang được khô cá sặc nha. Má mẹ thần linh thiên địa ơi. Nó sang được bột sắn đấy bà. Mừng như bắt được vàng. 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6. Trời ơi sang được bột sắn đấy bà. Đây đồ chơi bà Kiến mất mẹ mấy cân. 7. Trời ơi đồ chơi bà Kiến má ơi. Bọc cái gì sang đi trời. Cá sặc bướm. Đây miến lần này em sang miến đậu đen nha. Đó. 1. Trời ơi miến. Chết mẹ rồi lần này hơi to rồi. Các bạn nhớ giùm tôi nha. Từ từ tôi ghi quyển sổ. Tôi ghi quyển sổ lại. Đầu óc nó kém lắm. Thì ghi quyển sổ nó mới nhớ. Mới nhớ được cái số lượng hàng. Rồi. Không có cái bút sọc. Không có cái bút. Không có cái bút thì ghi bằng cái gì? Không có cái bút thì ta ghi bằng cái gì? Nào cái nốt đâu? Cái nốt, đây có cái nốt không trời, quản lý tập tin à? Rồi. Chết mẹ tập tin là cái gì? Tin nhắn à? Rồi. Trời má ơi, đây. Bột sắn. 8. Rồi. Gì nữa? Cái gì nhà vừa miến 11. Đấy là vất vả vậy đó. Chào mọi người. Ô, sang nè. Đây là gì đây? Mắm tép à? Mắm tép chân thịt, 1 mắm tép.
2 mắm tép, 3 mắm tép, 4 mắm tép, 5 mắm tép, 6 mắm tép, 7 mắm tép, 8 mắm tép, 9 mắm tép. Sa tế tôm của bà nào nha, sa tế tôm của bà nào này, 10 hộp này. Đó, bà khách nào đó. Me này, sang me này, 1 me, 2 me, 3 me, cái gì đây? Đây là cái gì? Đây sấu này, nước sấu của bà nào này. Đó, sấu. 11, cái này 12 này. Đó, các bà buôn bán gì đâu? Mắm tép. Mắm tép hàng bè. Em sang mắm tép hàng bè thêm rồi các chị nhá. Hôm trước sang 10 hộp hết rồi. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 8. Hình như phải sang mắm tép hàng bè có 10 hộp chứ nhỉ. Me 3 à, bệnh nan em. Úi dồi ôi, chết rồi, sụi nan em nhiều này. Sang kiểu gì này nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Bịch lớn luôn, ấy da. Ôi trời ơi, vất vả chăm bề các bà. Buôn bán tầm này kiếm được đồng tiền là cũng sồi máu mồm, sồi máu mũi nha mấy bà nha. Oh man. Đó. Miếng rong này các bà, 12 đúng không? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mắm em mà sang miến rong, mà miến rong Điện Biên mà ngâm nước đỗ đen nha. Chứ phải được 24 à? 26, 28, 30, 31, 32. Trời ơi, gì nữa đây? Trời ơi, cái đánh cầu lông của khách này. Cái này là mua cho khách này. Nói thật các bà, khách nhà em là những khách VIP nhà em ấy. Mua từ nước chấm sa tế em cũng mua dùm. Xi líp, xi chiêng của Việt Nam cũng mua dùm luôn. Cái này không biết là cái gì. Bà khách mà muốn đánh cầu lông hay đánh gì ấy. Chào Minh Nhật, chào em. Bà khách nhà tôi, kể các bà nghe. Bà nhờ mua cái này trên TikTok. Thì bà đánh cái gì, tennis à? Thật sự luôn. Nhiều khi thấy bà gan ghê mấy bà. Bên này á, mấy bà mà tập thể dục ấy phải là những bà rất là yêu cơ thể. Cắt lơ tôi mới cắt mẹ vào cái dây thì con nói chuyện một cúi rồi đây. Bà khách bà nhờ mua cái này. Cơ thể các bà cũng không biết nó là cái gì. Đây này. Quả này này treo vào đây này. Đánh nó bập phạc phạc phạc. Đấy, cái này mua cho khách này. Thôi bà nào, của bà nào vào nhận nhá. Bà nào mà đã xem cái này rồi biết là bà đặt tôi cái này bà vào nhận thế nhá bà này. Đó, đây cục tennis. Nói chung đấy. Gì đây? Đấy, cái bọn nhân viên là nhiều khi muốn táng không à. Đã bảo mua cái quần thì mạng vứt cái quần vào thôi, còn vứt cả cái hộp vào làm cái gì nữa đấy. Mua cái quần thì vứt cái quần. Hôm trước thì ba cái váy thì không vứt luôn cái quần vào. Thật sự nhiều khi em mà thật các bác muốn mắng nhân viên đấy, muốn trừ lương chúng nó thì thấy bảo tội. Mà đã nói gọi về nói rằng là khách mua cái quần này này thì mày gửi cho khách cái quần thôi, đừng có để cái hộp vô. Đó, cái váy của khách đây này. Đừng lại hồn. Cái này của mình hay của khách trời. À, XL của tôi. Hết mẹ nó mùa hè rồi. Gửi cái máy màu hồng sang để dọa ma dọa khỉ. Cái gì ở đây? Đó, thật sự bây giờ sang mùa đông lạnh sun cả da rồi các bạn. Lạnh hết cả sun rồi. Đó,
ăn gì mày bảo tao để tao cho mày một cái gọi là một cái bát. Trời ơi Nhung ơi, em nói thật các chị nghe này, con này nó hay thả hổ về rừng lắm. Yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào. Cái vấn đề là nó toàn gửi sách từ Việt Nam sang bên Nhật ơi. Mình cứu tao đi, mình cứu tao với Nhật ơi. Bài anti chụp lại đây chửi tao này. Giàu hay nghèo không bằng có học thức. Và Minh Nhật, dì Nhung gửi cho chị quyển sách Giàu hay nghèo không bằng học thức. Cư xử lịch sự, hành động có chừng mực, nuôi dạy những đứa trẻ có giáo dục là thành công lớn nhất. Đọc này. Một. À cái quyển tập 1 đâu Nhung ơi, mày đang đưa gửi quyển tập 2. Tập 1 chưa có, đến phần 9 rồi. Tiết kiệm đồ ăn, khéo léo từ chối ý tốt, học cách chia sẻ, chào hỏi rất là quan trọng. Khi ăn giữ yên lặng. Ôi giời ơi, tôi không có học thức luôn các bạn. Khi ăn tôi nhậu tôi nói quá trời luôn. Tuân thủ trật tự nơi công cộng, cái này em có này. Cách ứng xử khi được nhận quà, không được nhận quà bao giờ, toàn được nhận chửi. Những lưu ý khi sử dụng dụng cụ ăn uống này. Đối mặt với khó khăn bằng thái độ tích cực. Khi đến thăm nhà người khác, hãy báo trước cho chủ nhà. Em là luôn báo trước lịch nhậu. Rèn luyện thói quen đúng giờ, lịch sự khi người khác giúp đỡ. Đến nhà người khác không được lục lọi đồ đạc. Khi ho hắt xì không được quay mặt vào người khác. Rượu đầy là kính, trà đầy là kính, trà đầy là khinh. Chết mẹ rồi, cái này tôi không biết các bà. Tôi rót trà rót rượu cũng đầy ngang ngửa luôn. Tôi cứ nghĩ là nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, cứ phải đầy ngang ngửa. Nói xin lỗi không khó, đi không giữa đường, đứng không giữa lối, đóng cửa ngay khi ra vào, chăm chú lắng nghe, đặt mình vào vị trí người khác, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như câu đó nổ rồi lại thôi. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như cô đó nổ rồi lại thôi. Học cách nói lời cảm ơn, gọi ai đó bằng biệt danh xấu là không lịch sự. Chết rồi, em không lịch sự à? Nhưng mà chúng nó có lịch sự với em đâu. Không tùy tiện chỉ tay vào người khác, lời hay ý đẹp, chăm chú lắng nghe. Được, cái này ta nói là ngâm cứu. Nào các bé, chửi đến đâu rồi? Dì Nhung gửi sang quyển sách Giàu hay nghèo không bằng học thức, thật là phù hợp. Nào 8, 9, 10 rồi. Mẹ này, 5 này. Cái gì đây? Xấu này, 1 này, 2, 3, 4, 1 xấu này. Cái gì đây? 5, 1 xấu này, 6 hộp xấu này. Cái gì đây Nhung ơi, mày còn gửi cái gì cho tao đây Nhung? Nhiều khi không biết Nhung bà hay gửi. Bà Nhung bà hay gửi cái giời ơi, rất hỡi lắm ấy mẹ. À, nước để làm bánh cho. Nước này để làm bánh cho. Các bà sắp sửa tôi có bánh cho tôi ăn rồi. Bảo nó gửi từ mùng 5 tháng 5 mà giờ nó mới đi mua được. Cái nước để làm bánh cho. Bánh cho gì đấy. Rồi. Nước bánh cho. Rồi. Nói chung là bà Nhung bà cũng chiều tôi các bà. Tôi sang đây tôi thích ăn bánh cho chấm mật. Bà gửi sang cho tôi cả mật lẫn cho. Ừ. Cái gì đây nữa? Gói hút ẩm. Đó. Tôm khô loại nhỏ để em làm nem hoặc nấu canh. Tôm khô này thì thường là em làm để em ăn, nhưng mà em mua để em ăn cái tôm này, tôm nhỏ đấy, nhưng mà để nấu canh thì em khỏi giã. Các bác hiểu em ngại giã. Đó, đây khô cá sặc đồng. Tôm này tôm nhỏ xíu, như là em có mấy gói để em ăn thôi.
2, 3. Em có 3 ký. 3 ký của em ăn. Trời ơi, tao nói là mang sang được tương đây cá sặc bữa mà tao nói tao mừng. Tao mừng như bắt được vàng. Đó. Bánh đa 20 à. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Dạo này bánh đa nem bán được lắm. Bánh đa nem hạ 5 gói. Me 1, 2, 3, 2, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mầm tép 2, 4, 6, 8, 10. 10. Bột sắn 10. Còn chết rồi, mình vẫn còn đang thiếu. Chết mẹ rồi, đúng mơ. Đây me. Đây là xấu với me chung mà trời. Trời mẹ thần thiên địa cái gì đây. Sa tế tôm rồi xong. Miến thì đếm lại. Rồi đó. Tôm này của nhà tôi. Không biết các bạn thích không, nhưng mà cái này tôi để tôi ăn tôm thì tôi ngon lắm. Tôm nhỏ mà. Mây lắm. Rồi đi đóng hàng mấy bà. Tôi đi đóng hàng. Đóng hàng cho khách. Buôn bán trăm bề vất vả. Ê, bây giờ một cái mạng này. Đây cái này phải cắt ra nha. Cái này cắt ra vì là hình như chúng nó gửi cả xấu lẫn me. Mà cái bọn này nhiều khi đéo biết chửi chúng nó thế nào luôn. Bà biết sao không? Nhiều khi bọn này, bọn nhân viên nhà em á, em chắc chắn là chúng nó gửi xấu vào me chung. Vì là phải có đơn có me. Phải có đơn có gói me. Bởi vì đã dặn chúng nó gửi có mơ. Mơ để gửi cho khách quen. Có đơn mơ. Bây giờ là không thấy hộp mơ đâu vì chúng nó không đánh dấu. Đây. Thật sự bọn này hộp ngơ. Nếu biết mơ gì luôn, mơ ngủ là mơ gì. Chúng nó ghi chuyện gì, mơ ngủ thật sự luôn. Nhiều khi không chửi chúng nó không được luôn. Nó viết không được tử tế luôn. Mơ ngủ. Mơ ngủ mơ gì luôn. Đấy, đấy là một cái mà người ta gọi là khi đi làm đấy các bạn. Khi đi làm chị... Nó nhiều việc. Nhà em ấy không phải tự dưng em hay chửi nhân viên đâu các bạn. Này, các bạn nhìn nó này. Logo thì là quả xấu. Nhưng chắc chắn trong đám xấu này sẽ phải có mơ ngọt và mơ mặn vì có đơn 4 hộp. Cho nên rằng là cái việc ấy mà khi mà chúng nó cuốn lại ấy, chúng cũng không viết lại cho mình ấy. Rất ghét luôn. Các bà thấy đúng không? Nó ghi một cái bút không trôi ấy, chúng nó ghi ra ngoài như thế này. Mơ ngọt, mơ mặn, xấu, me. Có phải người ta sang người ta không phải rạch không? Có phải người ta sang người ta không phải rạch để người ta xem là nó ghi cái gì và không phải hít chân không lại ấy. Đây là một trong những cái người ta gọi là gì? Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Đấy, bây giờ phải nó ghi trên cái nắp này. Đấy, chúng tôi nghĩ rằng là mình nhìn xuyên không được để biết được nó là cái gì. Đấy. Nó ghi một chữ là xấu. Xấu. Đấy, bây giờ là lại gì các bạn biết không? Bây giờ như này, đấy, là tôi lại phải. Đấy, lại phải dán lại, tốn tiền bi lông. Chào Nguyên Nguyễn em. Ở đời làm gì có cái gì mà cái người mà người ta gọi là người ta làm cái gì người ta cũng tập trung ấy. Nó khác với cái người không tập trung ấy. Cái người mà người ta làm người ta đã tính trước từ đầu ấy.
là người ta khác. Đó, nếu như mà mình biết là cái này đó, đó cái nước xấu đúng không, xấu để đây đó, tí nữa tôi biết tôi để đây là cái nước xấu đó, mừng ngọt đấy. Xong bây giờ lại cái bóc ra các bạn kia, lại cái bóc ra, tất cả đều có những cái gọi là khi mà mình làm ấy, đấy là một sự khác biệt. Tại sao mà bây giờ đi tuyển nhân viên nó rất là khó, tại vì chúng nó làm chúng không còn tập trung. Đó, bây giờ nó dán lên, nó cứ dán kín này thôi, xong rồi nó không có để cho mình biết nó là cái gì. Mơ ghi mơ ngọt, ghi không được thực tế. Đấy là lý do mà giống như mà khi mà nhân viên hôm nay em mới đi vào kiểm tra fanpage, tại sao em mới để cái biển có số điện thoại cho các anh các chị để các anh chị đặt. Các anh chị biết sao khi em, tại sao mà em livestream em hay để cái số điện thoại như thế này ha, để các anh chị nhìn thấy cái số của em tại Mỹ, các anh chị nhắn tin đó. Và anh chị biết hôm nay em mới la nhân viên em cái tội gì không? 100.000 lần nói là 100.000 lần lúc nào mình cũng đóng vai ác. Em ơi, bên em có cá lóc không? Có chị, 2-3 đồng một pound. Chấm hết. Nếu như các bạn đi mua hàng, các bạn nhận được một cái tin nhắn phản hồi của một cái shop bán hàng, như vậy bạn có muốn mua hàng hay không? Cái này là khi mà vào làm việc ấy, tại sao mà em cứ tuyển nhân viên liên tục? Bây giờ á, bọn trẻ bây giờ ấy, nó đi xin việc ấy các chị, chúng nó không có cái kỹ năng cơ bản của việc giao tiếp. Nước xấu. Đấy, chúng nó không có kỹ năng cơ bản của việc giao tiếp. Đấy, như em này. Nước xấu là em làm cái này, là em biết đây nước xấu. Đó, em đánh dấu luôn. Nước xấu là em dán cái miếng keo màu đỏ. Có nghĩa là cái cảm giác mà chúng nó không có trả lời khách hàng là dạ chị ơi, bên em có cá lóc 23 đồng một pound, nhưng mà bên em cũng có nhiều loại cá nữa, em xin gửi chị menu và bảng giá, có gì chị xem rồi nếu mua chị nhắn lại dùm em vào đây. Còn nếu như chị nhắn em mà không thấy em trả lời nhanh mà chị canh hộ em là giờ, nếu giờ chị gấp quá chị gọi số điện thoại này, vì chị Trang ở bên Mỹ, chị Trang trực giờ bên Mỹ, bọn em ở Việt Nam. Đây là mơ ngọt. Có nghĩa là nếu như mà nhân viên mà nó nói với cái người khách như vậy á, thì người khách người ta rất là ok, đúng không các bạn? Không, em ơi, mẫu túi này có không em? Đấy, gửi hình cái túi yếu sinh lý. Gửi hình cái túi yếu sinh lý là dạ có chị, 1750 đang được giảm giá còn 1550. Chấm hết. Thế thì sao các bạn? Khách người ta rất là khó chịu với cái cách trả lời như vậy. Mà khi nó vào làm việc mình training nó rất thực kỳ em ơi. Khách hỏi em trả lời xong, em vui lòng gửi tất cả bảng giá menu để khách người ta đỡ mất công người ta phải hỏi nhiều. Tại vì có rất nhiều khách bảo là ô Trang ơi, chị nhận hàng rồi, hôm qua chị mới nhìn thấy, ờ em cũng bán cái này à. Đấy là hoàn toàn lỗi từ phía nhân viên của mình. Đấy là hoàn toàn lỗi phía nhân viên của mình. Bởi vì nếu như mà nó order khi mà khách chốt đơn, bởi vì không bao giờ em là người không trả lời cho khách là gửi thêm menu. Tại vì mình biết ở bên này cái phí ship nó mắc, cái phí ship nó mắc, đâm ra là khi mình gửi cho khách cái gì ấy là mình phải gửi kèm cho họ cái menu đó, để cho người ta biết là ờ nhà mình có cái này, nhà mình có cái kia, để người ta tiện một công ship. Ờ chị ơi, mình bán hàng phải tư vấn, chị ơi chị, thùng hàng của chị có chả cốm, có cá dứa biển, bắt buộc nó phải đi là bằng thùng carton là 21 đồng toàn nước Mỹ. Chị thùng hàng của chị hiện tại đang chỉ có 3 pound cá, chị có thể mua thêm 3 đến 4 pound cá nữa để đầy thùng hàng, phí ship vẫn là như vậy. Em gửi thêm chị cái menu, bên nhà em còn có những mặt hàng này nữa, chị xem là nếu như chị cần mua thêm thì chị gộp chung cho đỡ tốn cái tiền ship. Khách
khách hàng người ta nhòm nhiều khi người ta mua hộp muối chấm trái cây, hay người ta mua thêm một cái gì đó nó cũng rất là dễ chịu. Không, khách hỏi cá dứa phải không em? Dạ cá dứa chị. Cá sặc phải không em? Dạ cá sặc chị. Dạ 23 đồng chị. Chấm hết cuộc đời các bạn. Nên ở đời ấy, tại sao có những đứa nhân viên nhà em, có những đứa làm 8 năm, làm đến bây giờ luôn. Tại vì nó đã biết được rằng là nó cần phải làm gì để lương nó cao và được thưởng cao. Còn nàng ấy đi vào làm: em ơi, nhà em bán hàng thủ ô không? Dạ có chị. 760 nghìn một hộp, bên Mỹ giá 55 đồng. Hết cuộc đời. Không gửi thêm thông tin, không gửi thêm công dụng, không gửi thêm bất kỳ một cái phản hồi nào cả. Thế thì làm sao mà các bạn kiếm được tiền? Làm sao các bạn kiếm được tiền khi mà các bạn chỉ có làm những công việc như vậy? Mình sẽ không bao giờ để mình có thể là thăng tiến được nếu như cái cách làm việc của mình nó chỉ dập khuôn ở chuyện là mình bán hàng, mình đã là nhân viên bán hàng thì mình sell cái gì, mình bán sell á, là cái gì nó cũng phải rất là gọi là kỹ đúng không? Rất là kỹ. Mình phải trau chuốt, châm chút từng chút từng chút, khách người ta mua, người ta mới cảm thấy rằng là cái shop này nhiều đồ ghê ha. Thôi cố mua thêm 1-2 pound, rủ thêm bạn bè có mua thêm hộp này hộp kia, đỡ tiền ship. Trời ơi, tiền nó phải lá tre đâu mấy bà. Nhiều khách người ta: trời ơi Trang ơi, chị không biết đâu, chị mua có miến với cả măng khô à, chị không hề biết Trang có muối chấm luôn. Mà dạ vâng em có. Trời ơi, nên là sau này nhiều khi em toàn phải tự chốt đơn của khách bên Mỹ, tại vì là nhân viên nó không có hiểu rằng là ở bên này cái tiền phí ship 20+ đồng một cái thùng rất là mắc tiền đó. Để em làm đơn đi mấy chị. Ôi giời ơi các bà, có vẻ đơn giản đan rổ đâu. Rồi bắt đầu. Tina Nguyễn, khô cá sặc đại 1, khô cá dứa baby 1, mơ mà ngọt 1, mơ ngọt 1, mơ ngọt 1. Đấy, từ từ nha, xem nào. Tại sao cái hàng gửi đi Mỹ nó lại không có cái mơ mặn trời. Đấy, nhiều khi mình không hiểu sao chúng nó có thể gửi hàng cho mình ấy thiếu luôn. Đây. Có nhìn thấy đơn hàng gửi đi Mỹ, trời thần thiên địa, bọn này để đâu rồi? Sao mà nhiều khi mình trừ lương chúng nó mang tội các bạn, mang tội. Hello. Chị Tina ơi, em Trang Khàn. Dạ. Hôm nay nhân viên chị nó mở gửi nước mơ sang nhưng mà chị chỉ thấy toàn các hộp ngọt, không có hộp mặn. Thì hay là chị lấy cho em một hộp nước mơ, một hộp nước xấu, em uống thử nước xấu. Dạ được ạ. Nhá, để cho nó dễ. Dạ. Để không chứ dư gửi hai hộp ngọt thì lại mất công để không nếm thử. Dạ, ok, dạ, ok, để hôm nay chị đóng hàng. Ok em. Thank you. Em cảm ơn chị. Dạ. Làm đơn hàng thôi vất vả lắm. Làm đóng hàng với các bạn phải tính cho khách chứ không người gửi hai củ hộp ngọt đâu có được. 200 mắm tôm, 3 cái chả cốm, 2 hũ măng ngâm, 1 dứa baby, 1 sặc đại. 1 dứa baby, 1 sặc đại. 3 chả cốm. Đơn này là phải có tủ hộp cả cái túi đá. Cái này là tôi bị thua một pound này.
3 chả cốm, 1, 2, 3. 3 chả cốm, 20g một dứa baby, 1 sọc cải. Rồi. Tại vì mọi người biết sao không? Có những cái hàng ấy, mình không thể nào mà mình không thể nào mình ẩu được. Tại vì cái chị này chị ở xa lắm, lát đây gáp lận. Lát đây gáp là rất là nóng. Ví dụ các chị ở Ạt Lam Tà ấy, thì nó dễ. Đây là một cái gói đá. Đó, để bảo quản. Đó. Đó. Đây là tiền. Đó, để thứ đá vào đây. Bỏ túi này lại, cất túi nhỏ vào đây. Trông vậy thôi nha, đóng hàng cũng phải cả một nghệ thuật. Đóng hàng cũng là một nghệ thuật, tại vì cái cục đá nó phải bảo quản lại cho cái túi hàng, không có nó hư. Đó. Các bác tưởng à? Trông vậy thôi. Đóng một túi hàng cho khách á. Những cái hàng nó khó, cái hàng chả cốm đi nó cũng rất là hay hư. Nên là đấy, như này là em thua một pao là em phải trả tiền một pao. Như này xong nhá, không phải đơn giản mà phải bọc lại một cái vịt này. Đó. Phải bọc lại cái vịt này. Bọc cái bịch này để gì mọi người biết không? Bọc cái bịch để cho nó giữ lạnh. Nên là khách hàng nhà em thương em lắm. Nhiều khi thấy em đóng hàng cho khách ấy, đóng kỹ lưỡng á. Mọi người tưởng là bán hàng, bán một cái đơn hàng tiền người ta có phải là mít đâu mà. Mình không có trách nhiệm trong cái câu chuyện là cái cục hàng nó phải cẩn trọng. Đó. Phải bọc vào cái này, cái chi phí của em nó cũng bị đội lên nha mấy chị. Đó. Đó. Nó phải vào thêm một cái túi này thì cái cục đá với cả chả bên trong nó mới đảm bảo an toàn. Bởi vì đến nơi mà hư một cái là mình đền cho khách mà mình vỡ mồm luôn đấy. Bán buôn không bao nhiêu mà chết luôn. Đây là khách hàng mua lần đầu. Đây là những khách mua lần đầu mà người ta còn ở xa mình nữa. Người ta ở cái tiểu bang rất là nóng luôn. Đó. Mọi người thấy không? Đấy, như thế này xong rồi. Các bác thấy rằng là em á là một người cẩn thận. Ở Việt Nam hay ở Mỹ cũng vậy. Ở Việt Nam em có đóng thùng xốp. Bên này thì không có mua được thùng xốp. Đấy. Khách về khách bọc tưởng là bao gói vàng ấy các bạn. Thùng này của khách là phải đi thùng 13, 13, 9. Đó. 13. 13. 13. Đó. Còn cái túi cá này nữa này. Tại vì cái cá này để bên ngoài nó không có hư. Vì nó đã phơi 3 nắng rồi. Đó. Ba chả cốm, hai mắm tôm,
hai chai mắm tôm, ba chả cốm, một hai mơ ngâm, một dứa baby, một sạc đại dầu xăng đây. Cái thùng này hơi to. Thùng hơi to, mình đóng vào thùng nhỏ. Đó, thì hy vọng rằng là khi mình đóng thùng nhỏ ấy, cái cước phí của mình nó sẽ bớt được 1-2 đô. Cái đơn này phí ship đang là 29 đồng. Có những cái thùng mà mình đóng to quá ấy, cái phí ship nó cũng cao. Nếu như mình đổi sang thùng nhỏ ấy, khi mà vận chuyển người ta cân lại cục hàng của mình ấy, người ta thấy cục hàng mình nhỏ, ok, sẽ bớt cho mình một tí. Đó. Đúng, thấp hơn một chút. Nó cũng thấp hơn một chút tiền. Mà như đóng cái thùng mà mình đóng cái thùng mà nó thấp hơn này, nó còn chặt hơn, nó sẽ không bị lông cái thùng hàng các bạn. Nhiều khi các bác đóng một cái thùng nó rộng hơn nha, chưa chắc nó là an toàn đâu. Tại vì là khi mà mình đóng rộng hơn ấy, vận chuyển cái thùng hàng nó rộng mà, nó sẽ bị sụp sạch. Hết cuộn băng keo. Hết lỗ cuộn băng keo. Cuộn băng keo này là 4 đồng. Trông mày nghèo khổ thế. Khổ chuyện gì nữa. Khổ lắm mày bé ơi. Kiếm tiền vất vả lắm. Cái cục băng keo giấy này, bên này là 6 đồng đấy. Cục mỏng hơn 4 đồng. Đó, kiếm tiền phải vất vả, kiếm tiền vất vả lắm, nó đâu có dễ. Ở đâu mà không khổ em? Ở đâu mà không khổ? Chistila Phạm, muối tôm vừa. Đi sang seafood soup. Đi sang seafood. Soup là hạt nêm, seafood, hải sản. Má ơi. Muối tôm vừa, chả mực 2, chả siêu cốm 2. Vừa. Chả mực 2, chả siêu cốm 2. Ây da, chị này tên là gì đây? Tina,
Chị Tina 2 món 4 5 6. Chị Tina này. Chị mẹ đây mấy bờ về 4 này. Chết rồi, là mấy LV đây, bọn này nó mua cái này mấy pound đây, cái này 2 pound này. 6 bao phải 7 pound. Chết rồi, nó mua có 7, nó mua mấy pound đây nhỉ? Nó mua cái này là chết mẹ tôi không có chứ. Tại vì nhiều khi á, nhiều khi mà mình không đóng cẩn thận đó. Nó hư mới vào. Chết mẹ rồi, chả cốm này, chả mực này. Vấn đề là mua 8 pound và mình cho cục đá vào là mình đền luôn. Má ơi. Mình đền. Hôm qua bị đền một cái đơn thêm cước có 1 pound mà nó sạc em thêm 8 đồng tiền cước đó. 1 pound 8 đồng nó không rẻ đâu. Đó nên là khi mà đi mua cước là bọn nhân viên nhà em nhiều khi á, không phải chúng nó đóng đơn, không phải chúng nó bấm đơn ấy. Em bấm đơn là em kỹ lắm. Em bấm đơn là em được kỹ từng pound một. Tại vì mình mà không đóng kỹ á, là đến khi mà nó chạc mình cái tiền, nó phạt á, nó phạt mình cái tiền là cái tiền lố cước. Nhiều quá nhỉ. Cẩn thận là ăn cám. Rồi. Nhét vô thùng. Cái có vừa không này? Khỏi vừa. Không canh mà khỏi vừa. Đó. Phải có những cái túi giữ lạnh á, nó mới giữ được. May mùa này bên này nó thu rồi, nhưng mà những cái chỗ như Las Vegas là vẫn toang, Arizona vẫn toang. Bà thấy không? Kiếm đồng tiền bên Mỹ nó cũng cực lắm. Đó, cho chúng nó chửi em cho nó vui cửa vui nhà. Chứ mình không like sao chúng nó biết chúng nó chửi đúng không bà? Mình không like những cảnh này sao chúng nó biết mình khổ?
rồi. Lồng vào cái bao rồi mấy bà. Đó. Khách về mà tháo cái bao này ra cũng muốn chết. Bà đã có mang cái gì? Ăn cơm chưa? Chưa, làm gì có tiền ăn cơm. Giờ chỉ có ăn cám thôi. Hơn. Bởi vì không có một cái thùng nào nhỏ hơn được. Nó ném một cái và đục một cái ra. Em xin là ăn cám. Keo màu nâu này nó chắc đơn lắm, nó chắc cu lắm. Berlin 3RD party là 3 ngày mà mày thấy chết rồi. Ôi bọn nhân viên nó có bị khủng không trời. 3 ngày là toang cái đơn này, đừng đùa nha. Chết mẹ, nhiều khi đọc đơn mà không biết chúng được mua mấy ngày luôn. 3 ngày là chúng sẽ đền. Rồi. Bây giờ sang đơn nữa. Giang Nguyễn, một trà bông heo, hai lạp sườn. Giang Nguyễn. Giang Nguyễn, một trà bông heo, hai lạp sườn, một sọc đại, một chỉ vàng, sọc bướm 4. Ôi sao. Một trà bông heo. Hello em. Nghe chị ơi. Nãy chị hỏi em là bán bao nhiêu một bao chả mực chị Trang? 42 đồng chưa có phí ship chị. 42 đồng chưa có phí ship hả em? Chưa có phí ship, không có phí ship bao giờ. Nhà em không phí ship. Em ở bên sĩ quan nào? Em ở Tennessee chị. Để em gửi chị cái menu, thì em gửi chị cái menu. Chị này
chị Giang Nguyễn. Thùng này không biết vào thùng nào vừa đây. Đó với chị. Cá sặc bướm em sang là được 30 gói. Đó, vừa đẹp luôn chị này sang, chị này mua vừa đúng lúc sặc bướm sang. Vừa bị phơi xong. Sang được 30 gói cá sặc bướm nha mấy chị nhá. Này chị mua trà bông heo Việt Nam này. Trà bông heo Việt Nam nha các chị. Đó. Bốn gói cá sặc bướm. Đó. Cái thùng này chị này không đi được cái thùng này ha. Có những cái đơn hàng không biết có đi vào vừa những cái thùng nhỏ không với mẹ. Ở cái thùng này á thì là may mắn. Ê vừa nha, có vẻ vừa nha. Ê đừng đùa nha Trang nha. Ê đừng đùa nha Trang nha. Oh man. Oh man. Không, không vừa. Nhiều khi đóng cục hàng là phải để cái chân lên. Nhưng mà mình không được u quá cái gọi là cái chiều cao cho phép quả, hiểu không? Quá trình. Ví dụ ở cái thùng nhỏ này nó sẽ là một cái phí ship rẻ hơn 3 đô. Chị Giang Nguyễn xong lạp xưởng 2 thật đại 1 chị bằng 1 sáu rồi. Bây giờ chị Kim Lê trả siêu cốm 2, trả mực 3. Kim Lê siêu cúng 2 trả mực 3. Kim Lê chết rồi. 1, 3, 4, 5. Không biết cái đơn này là bà bao nhiêu pound nhỉ. Kim Lê. Ơ cái này Zenit tí nhầm má ơi. Hà Nguyễn Kim Lê má ơi. Ship nhầm Nhung Đoàn Vân Đình Kim Lê Hương Hoàng. Hàng cái này gì đấy? Kim Lê 7060. Kim Lê đâu rồi? Quyên Trần Nhung Đoàn. Kim Lê là nào nhỉ? Chết mẹ rồi. Để cái bill vào Kim Lê đâu rồi? Delivery UPS Ola Support Tâm Nguyễn.
Quyên Trần, Minh Đoàn, Vân Đình. Ôi, chết mày rồi, in in thiếu bưu rồi. Vương Ngô, chết tôi rồi. Chết mẹ rồi. Kim Lê, kiểm tra mail. Tâm Nguyễn, Kim Lê, Tâm Nguyễn. Trời ơi, kiểm tra từng cái mail mới mà bà. Vân Đình không phải. Hà Nguyễn không phải. Kim Lê, bà này là bao nhiêu PayPal đây? Label 15, label 7161. Nếu biết bao nhiêu PayPal luôn má ơi. Nhưng mà đơn này bắt buộc phải là thêm một cái cục đá rồi. Bên đơn này không thêm cục đá chết rồi. Chết rồi, không thấy PayPal. 3 tầng tiếng 5. Cái này xuống mấy trời? Chắc 6 ma ơi. Bao nhiêu nhỉ? Quên rồi. Trả siêu cố mai, trả 1-3. Này với khoai nhỉ, cục đá. Chả mực ba này, chả mực ba đó, chả mực cứng đâu này. Ba sao giờ sao đóng được cái cục này, cái nặng này. Cảm ơn cô Tôn, trân trọng chị cảm ơn em, chị cũng kiếm tiền mưu sinh thôi em. Nhưng mà một trong những cái mà chị muốn động viên mọi người á là chúng ta cứ lao động làm việc trong cái phạm vi mà chúng ta đang cố gắng. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ có những cái thành quả nhất định. Đó. Đây xong. Mà không có một cái bịch bi lông nào, không có bịch bi lông nào để vừa luôn. Các bà tưởng cầu trời khấn Phật nó vào vừa cái thùng này này, nó không vừa nó toang này. Mọi người ạ, em chỉ muốn truyền động lực đến cho mọi người ấy. Ở đâu cũng vậy thôi mọi người. Chỉ có lao động, chăm chỉ chúng ta mới có được cuộc sống tốt đẹp. Còn chăm chỉ đi còn men dạo thì không bao giờ có cuộc sống tốt đẹp được. Chúng ta chỉ có chăm chỉ đi còn men dạo thì không bao giờ cuộc đời chúng ta có cuộc đời tốt đẹp. Phải.
Tại vì cố vào thùng như thế sẽ phạt mình. Nó sẽ phạt tiền, các bà hiểu không? Nên là mình không thể nào mình cố được. Có những đơn hàng cố được, nhưng có những đơn hàng mình không thể cố được. Mà nó bục ra một cái là chết luôn. Ôi giời, đau lưng quá. Bây giờ đến Kim Lê xong rồi, bây giờ như chị Vân Đình. Chả mực 1, dứa biển 1. Wow. Chả mực 1, dứa biển 1. Vân Đình, chả mực 1, dứa biển 1. Chết rồi, Vân Đình. Cái gì nó, chả biết nó bao nhiêu pound đây. UPS 2 ngày. Chả mực 1, dứa biển 1. Dứa biển gì đây? Chả mực 1, dứa biển 1. Hai thạo. Ace. Trời ơi các bà ơi. Sao các bạn đâu rồi? Thử tên đâu vào xem này. Cái gì? Ăn chặn từ thiện là chuyện rất rất nhỏ các em. Em nghe chị ơi. Em nghe chị ơi. Alo đâu? 84 là số ở đâu nhỉ? Sao số Việt Nam mới gọi được cho mình nhỉ? Sao số Việt Nam gửi cho tôi trời? Tâm Nguyễn. Vân Đình rồi, một. Vân Đình. Rồi bây giờ là đến một Hà Thủ Ô. Alo. Alo. Con trai vất vả rồi. Thế con đã được bú lồn cô chưa? Và con thì không bưng bô chứ vậy con trai yêu.
Vân Lê, Tâm Nguyễn. Cứ sủa ra mùi cứ đi các bạn hiểu không? Cái này UPS à? Support CL. UPS chứ nhỉ? UPS support. Nhung đoàn, một trà giảm cân, một viên đốt mỡ. Đó, một trà giảm cân, một viên đốt mỡ. Nam á mấy bà, có mấy thằng nó rảnh đến mức, có thằng nó rảnh đến mức các bà hiểu không? Thằng con trai yêu của mình số điện thoại bao nhiêu nhỉ? Cha giảm cân một, ở Việt Nam có thằng con trai yêu 84336672597 gọi điện bưng bô. Giờ này Việt Nam là mấy giờ? Là 3:30 sáng. Không biết là được bú lờ cô chưa mà phải đi bưng bô để tắt. Đủ tiền gọi sang Mỹ thì cũng kinh. Mẹ được cái là mẹ gửi con trai là các con no door, không có cửa. Các con không có cửa để gọi là làm bất kỳ một điều gì có giá trị trong cuộc đời mẹ. Các con cứ được bưng bô à, cửa. Trời, cái này đơn này đơn Tâm Nguyễn này, đơn này đơn Nhung Đoàn UPS. Mình cũng vui lắm mấy bà. Cuộc sống mà mỗi ngày mình sẽ có những cái đứa mà nó anti kiểu mà rảnh rỗi ấy. Mình cũng thích luôn. Đặt lại để chị khách chị về chị gì chứ xin độ rảnh thì em nghĩ là Mỹ như em là rảnh lắm vì không có việc gì làm mà. Vào mùa đông rồi có ai đi thuê dọc lông gà đâu. Đơn này đơn gì nhỉ? Cái này là gì? Nhung Đoàn Garden Go Cali đó. Một rồi. Chị này em đang đợi chị 6 đô tiền ship nha. Nhân viên em mà tính nhá. Tính bị dư của chị 6 đô nhá. Đơn sau chị mua, chị có xem livestream chị nhớ giùm em nhá. Hôm qua nhân viên em mà tính của chị dư 6 đô. Nó đang tính là cái thùng hàng là có cái thùng hàng là có cá. Đâm ra là nó bị dư. Medium Black Rest Box. Medium Black Rest Box Medium mà quyên Trần Khang Mỹ Đơn 1. Gia vị ủ muối 1. Chẩm chéo 1. Cá lóc 1. Sặc đại 2. Chẩm chéo một Khang Mỹ Đơn 1. Ây chặt một chẩm gia vị gà ủ muối 1. Gia vị gà ủ muối 1. Khang Mỹ Đơn một khô cá lóc một. Medium black red
Meo Linh Bắc là cái này, Medimum. Đây là Medimum Black Red Box đây. Bọn nhân viên nhà em mà thông minh lên rồi. Nó đã biết nốt lại là Medimum Black Red Box đây. Ý nó bảo em là đơn hàng này bắt buộc phải đi thùng này. Đây hư, chúng nó cũng sợ đền rồi các bạn. Cũng sợ đền rồi các bạn. Đây là gia vị chẩm chéo Tây Bắc, khang vị đơn. Rồi bắt đầu đến màn sập đạn hai, sập đạn mấy đây, sập đạn hai, cà lóc một. Rồi nhân viên nhà em có tiến bộ các bạn, sau nhiều lần ăn đền chúng nó đã biết phải làm gì để không bị đền. Được, cú đánh vào kinh tế là chúng nó sẽ tự cắt, chúng nó tự biết, các bác hiểu không? Không đánh vào kinh tế là chúng nó sẽ không ý thức được việc rằng là đi làm một ngày công bao nhiêu và đền bao nhiêu. Cái này, mà mấy cái thùng Medimum này nha, mấy cái thùng Medimum này nếu như mà không bị phồng lên ấy, là chúng nó phạt. Tại vì cái thùng này phí ship 21 đồng. Phí ship 21 đồng toàn nước Mỹ. Quyên Trần. Rồi. Buffalo Grogai. Quyên Trần, có mấy bà Quyên Trần trời má, cầm nhầm vỡ mồm. Rồi. Rồi. Bây giờ đến anh Vương Ngô sặc đại một lù đù ba, ai chà, khô mực một, hành phi một, muối nhuyễn một, hành phi một, muối nhuyễn một, hành phi một, muối nhuyễn một. Đấy, hành phi một, muối nhuyễn một, sặc đại một, lù đù ba, khô mực một, lù đù ba. Sặc đại một, lù đù ba, khô mực một, hành phi một, tôm nhuyễn một, khô mực một. Đếm lại đơn. Lager Black Red Box Lager. Lager chết mẹ rồi. Con Lager Black Red Box Lager, con này là gì nhỉ? Con này là Lager Meo Linh Bắc. Không phải con này. Nhân viên em dạo này thông minh quá các bác ơi. Lager Black Red Box à. Chúng mày làm chi xúc động quá nhân viên ơi. Sau nhiều lần chúng nó bị đền đơn, đền phí ship. Chúng nó bây giờ chúng nó rất tỉnh táo rồi mày. Tại vì khi mà chúng nó mua là em sẽ đóng đúng cái thùng này. Các bác hiểu không? Tại vì nếu không đúng thùng này thì sẽ bị phạt. Các em yêu làm cho chị thật là xúc động. Các bé yêu làm cho chị rất xúc động. Sập đại một phong nhỉ? Sập đạn một. Tự dưng nó vào thùng này trong khi cái thùng cái này vào được thùng Medimum thì kinh chứ. Ví dụ cái thùng này các bạn thùng Medimum. Quay chúng nó nhìn thấy là với những cái đơn này. Đúng.
quay cho em nhìn nha. Đây. Đó, đây. Đó, vẫn đầy vừa. Đó. Nhưng mà có thể là chúng nó đã mua phí cước của cái thùng hàng này phải đi theo cái này. Nên là nhiều khi chúng nó không có tính được rằng là với những cái đơn hàng mà với những cái đơn hàng mà nó gọn ấy, bởi vì là cá lù lù với cá sặc đại nó rất là gọn. Đó. Bây giờ cái này nó rộng quá nhá. Nó rộng quá lại không phải là một lợi thế nhá. Nó rộng đâm ra là lại phải bọc làm sao để cho nó không sộc sạch. Đó. Chính vì nó rộng này là lại phải bọc cái bi lông này. Đó. Để cho nó phồng phải không? Cho nó phồng lại. Đó. Cho nó phồng lại để cho nó ấy. Chưa phải là mua một cái thùng rộng mà đã là tốt nhé. Chết rồi nhưng vẫn rộng rồi nhá. Rộng như này, bóng sộc sạch đến khi mà không phải dán rất nhiều băng keo để định vị nó lại. Đơn này là đơn vương ngô. Đơn này ở San Francisco. Rồi bắt đầu sang đơn này. Layer Melding Box. Layer Melding Box. Medium Black Box. Oh man. Layer Melding Box. Melding Box này. Chết mẹ con Layer Melding Box đâu nhỉ? Con Melding Box này. Đúng. Không có đúng. La G Mel Linh Bắc bà mẹ nó cái chai nào chơi. Sao nó vào được cái thùng này trời. Tại sao cái đơn hàng này vào được một sọc bướm hai này. Sọc bướm hai này. Lạp xưởng một này. Lạp xưởng một này. Sọc đại hai này. Sọc một này. Chứ sao mới bán sạc đại nhiều này trời. Sạc đại 2 này. Cá giữ biển 66 đồng 3. 66 đồng 3 gói. Tổng 8 món. Cá giữ biển 3 gói. Đơn này là Hà Nguyễn này. Chị này Hà Nguyễn bao nhiêu pound được trời. Thì mẹ đều có số pound ở đây luôn kinh chứ. Rồi. Bây giờ thì đọc lại này. Sọc bướm 2. Rồi. Lạp xưởng 1. Sọc đại 2. Cá giữ biển 3. Rồi. Nhân viên nhà em á, càng ngày em thấy thằng Quân này, Quân nhá, chỉ có lời khen ngợi bé nhá, thông minh rồi đấy. Nó ghi bây giờ chúng nó phải tự đánh dấu đứa nào này, chốt cái đơn đấy lên trên cái bill để chúng nó không cãi nhau được là ai là người mua cái bill đó. Cái đơn này rất nặng tiền, rất nhiều tiền luôn. Đơn này chúng mày có mua bảo hiểm cục hàng không, chúng chết đây này. Đơn này mà bị có vấn đề trên đường mà mất là một hư hại là hai là chết luôn các em ơi. Cái đơn này rất nhiều tiền nha. Rồi. Mấy cái sạc đại lại này. Mấy cái cá dứa biển luôn này này.
dáng để nhét thì nó vô. Ây da, ây da. Nhân viên nhà em sau nhiều lần bị đềm, các em đã rất tỉnh táo và hôm nay là ngày đầu tiên phải dùng một lời gọi là khen ngợi các em, không có điểm trừ. Đó, chúng mày đây, chúng mày còn rộng luôn như thế này, rộng luôn. Nó ghi là lay the melting box. Rồi, nào lay the melting box. Lay the melting box xong, đăng. Chị này là nhận tiền, đơn chị này ba trả siêu cố. Siêu cố này. Đó, đây đây là lý do vì sao mà nhân viên sẽ hiểu rằng là chị bảo bọn em là đóng hàng nhỏ lại này, ba trả siêu cố này. Tại vì những cái đơn này chị phải thêm một túi đá cho khách này. Cái này là em bị lỗ một pound, một túi đá này là một pound và cái tiền mua túi đá này nữa. Nó bị cồng kềnh là không xếp được, còn lấy một cái túi khác. Bất kể các bạn có chửi cái gì, nói cái gì thì mình vẫn đang kiếm tiền mỗi ngày. Và mình cũng kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Không xin vay, không cướp giật. Từ xưa đến giờ cũng vậy. Ở Việt Nam thì mình kinh doanh quán bún đậu, bán hàng online chục năm rồi. Những người ấy mà ghen ghét đố kỵ ấy, thì các bạn cứ cố gắng mà làm được như mình. Đấy. Các bạn cứ kiếm tiền được như mình này. Các bạn cứ hỏi cái người mà sang Mỹ ấy. Nếu như mà được chủ động thời gian như mình ở nhà bán hàng, có đơn nhiều như thế này, tuần nào cũng 3-4 lần hàng sang, mỗi lần 3-4 kiện, các bạn cứ bán được hàng như mình, rồi các bạn sẽ biết là chủ động thời gian nó sẽ là như thế nào. Chứ còn cào phím thì ai không cào được với bạn. Cào phím thì ai cũng cào được hết ạ. Quan trọng là cào mà ra tiền ha. Chúc các bạn vạn đời bình yên, vạn sự như tiên. Bye bye cả nhà, mình đi nha. Bye bye mọi người.